Dạ, Tâm Chánh Pháp xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Sau nhiều ngày ẩn tu thì hôm qua thì sư Minh Tuệ cũng đã xuất hiện trở lại, được sự bảo vệ của anh trai của mình, đó là anh Lê Anh Tuấn, cùng với em trai của mình đó là Lê Anh Thìn, cũng đã đi bảo vệ sư Minh Tuệ. Tất cả các anh em đứng tại chỗ, bà con đứng tại chỗ để cho bà đi qua. Không đi nhá, không đi. Cô chú là cái đứng gọn này nhá. Đây, đi đứng gọn. Vô đây con. Không đi, không đi. Không không ai đi theo nhá, không ai đi theo thôi. Sư Minh Tuệ bây giờ là một bảo vật rồi, một bảo vật của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhờ Sư Minh Tuệ mà những cái hình ảnh của đất nước Việt Nam chúng ta đã lan xa ra các nước trên thế giới. Thì đó một cái điều tốt thôi ạ. Cho nên là Sư Minh Tuệ cần phải được bảo vệ. Thì hôm qua thì có rất là nhiều người họ sắp hàng phải nói là mấy cây số để mà chờ đảnh lễ Sư Minh Tuệ, cũng như là họ muốn tận mắt nhìn thấy những cái hình ảnh Sư Minh Tuệ. Thì những cái bước chân của Sư Minh Tuệ đi thì thoăn thoắt, phải nói nhanh nhẹn. Những cái bước chân của Sư Minh Tuệ đi thì nhanh nhẹn, ngài rất là khỏe mạnh và cũng rất là vui vẻ để tiếp đón với tất cả mọi người. Thì bây giờ thì dân chúng không có còn là hàng ngang, hàng ba, hàng tư, hàng năm, hàng mười gì nữa, mà bây giờ là dân chúng là tập trung hai bên đường để đảnh lễ Sư Minh Tuệ. Đó là hình ảnh phải nói là rất là tích cực. Chắc có lẽ là một số người thì họ cũng đã ý thức được cái việc mà chúng ta tràn ra đường rồi gây ùn ứ giao thông, rồi gây ách tắc giao thông, rồi gây mất trật tự an toàn. Thì chắc có lẽ là qua nhiều sự làm việc của nhà nước cũng như là các cấp chính quyền thì người dân cũng đã nhận thức được là không nên đi theo Sư Minh Tuệ. Nhưng mà Sư Minh Tuệ cũng phải được bảo vệ, bởi vì đâu biết được những cái thành phần chống phá của bên nước ngoài hay hoặc là những cái thành phần mà của con cháu ma vương đó, họ biết đâu họ hãm hại Sư Minh Tuệ, họ cho ăn thuốc độc hay hoặc là họ dùng một cái gì đó để họ sát hại cái tánh mạng của Sư Minh Tuệ, thì phải nói rất là nguy hiểm. Rồi từ cái đó đó, rồi ở bên nước ngoài những cái thành phần mà chống cộng đó, cực đoan đó, những cái thành phần mà chống phá đất nước đó, họ bắt vào cái đó họ lại chống phá đất nước Việt Nam chúng ta, là nhưng nói là Việt Nam chúng ta không có tự do tín ngưỡng rồi đàn áp tôn giáo này kia của nọ, thì cái đó là nhà nước cũng phải rất là vất vả để mà thanh trừ những cái thành phần chống phá như thế này. Cho nên là bây giờ nhà nước cũng như là tất cả người dân, cũng người nào cũng có quyền để bảo vệ Sư Minh Tuệ. Nếu trên đường mà gặp Sư Minh Tuệ thì chúng ta hãy tỏ cái sự tôn kính và bảo vệ Sư Minh Tuệ. Nhưng mà gần đây thì Sư Minh Tuệ mà đã xuất hiện rồi thì những con cháu ma vương họ không chịu. Hình ảnh của Sư Minh Tuệ là đại diện cho đạo Phật, mà những cái bước chân của Sư Minh Tuệ là một cái ánh sáng, một cái hào quang. Cho nên là một khi mà cái hào quang của Sư Minh Tuệ mà lan tỏa ra thì những cái con cháu ma vương họ nhảy lên đạch lên. Bây giờ mình mời tất cả mọi người nghe những cái ý kiến của con cháu của ma vương nha. Mời tất cả mọi người. Thích Minh Tuệ là một cái hệ lụy của cái xã hội này. Thẳng thắn, quan điểm rõ ràng, hết lần này tới lần khác để phiền phức, làm mất an ninh trật tự, mất trật tự xã hội. Mới ẩn tu được ít ngày, giờ lại xuất hiện nữa rồi. Có một con người mà phiền hết lần này đến lần khác mà được tung hô, chịu. Cút. Mày không chịu, buộc phải chịu. Mày hiểu thì sao mà thầy Minh Tuệ lại xuất hiện không? Thầy đã là Phật rồi, là báu vật của đất nước này, phải để báu vật tỏa sáng và lan tỏa, hiểu không? Mà mỗi lần thầy Minh Tuệ xuất hiện là từ thằng quan cha tới thằng quan con chứng cút chạy vòng vòng vậy đó hả, hốt hoảng như vậy đó hả. Đã nói rồi, tụi mày càng soi thầy Minh Tuệ thì thầy Minh Tuệ càng tỏa sáng, càng rực rỡ, hiểu chưa? Cái đám xàm tăng mà tu nó nhìn được những hình ảnh này nó xót lắm, nó đau đớn lắm, hiểu không? Còn mày nói á, hệ lụy biết ai không? Chính cái đám sầm tăng ma tu đó mà đại diện chính là thằng quan cha, nó làm xáo trộn đi suy nghĩ của con người hiện tại, làm cái gì cũng nghiệp, đến nỗi nằm võng cũng bị nghiệp,
Vậy bây giờ tao hỏi mày nè, dòng họ mày, ông bà mày, cha mẹ mày, từ nhỏ tới lớn có nằm giống không? Mà hỏi kỹ một cái nữa nè, ông bà mày, cha mẹ mày còn sống không? Hay là đai rồi? Nếu mà gì ông bà mày, cha mẹ mày mà đai thì mày ủng hộ và mày tôn thờ thằng quan cha là đúng. Tại vì sao? Nằm giọng mất phước, mà mất phước là đai. Đúng không? Vậy khả năng là ông bà cha mẹ mày đai hết rồi, linh ứng với cái lời mà thằng quan cha giảng, nằm giọng là mất phước, mà mất phước là đai. Hiểu không? Cho nên tao nhắc lại một lần nữa nè, có nhiều chị đẹp, bé đẹp hỏi á, cái môi mày xăm ở đâu, cái phương pháp mày sử dụng là phương pháp gì mà cái môi mày thâm trì nhìn nó lạ lắm. Mày có thể cho biết không? Thứ nhất là mày xăm hay là mày ăn địa long của thằng thiền tôn Phật Quang bán, mày ăn nhiều quá môi mày thâm. Mày có thể cho mọi người biết được không? Mắt trắng môi thâm. Anh là anh vừa nói mà anh vừa hài. Anh biết lý do vì sao mà cái môi nó đẹp không? Cái môi của con cháu Ma Vương nó đẹp không? Bởi vì á, những cái hình ảnh của Sư Minh Tuệ xuất hiện á, nó giận tím môi chứ không phải nó xăm đâu đâu nha. Con người nó đã như vậy rồi, đúng không? Con người nó đã như vậy rồi thì những cái hình ảnh Sư Minh Tuệ thì nó không bao giờ nó chịu, nó giận tới tím môi luôn đó. Hình ảnh Sư Minh Tuệ nó xuất hiện là nó giải đành đạch lên à. Đó, hình ảnh Sư Minh Tuệ á, là một viên ngọc, mà viên ngọc á thì phải được tỏa sáng, em hiểu không? Em hiểu không? Dũng môi thâm. Sư Minh Tuệ á xuất hiện là những cái con cháu Ma Vương hay hoặc là Ma Vương á là bắt đầu là thấy run sợ đó, bởi vì xung đột cái lợi ích của mình thì họ buộc họ lên họ tấn công Sư Minh Tuệ ngay, đúng không? Bây giờ người dân ta ý thức được á, người ta cũng sắp hàng hai bên rồi, rồi em còn lên ý kiến cái gì? Trước đây á, thì người ta tràn ra đường, người ta gây ách tắc giao thông, đúng không? Rồi bây giờ Sư Minh Tuệ đi ra đường, người ta, người dân người ta cũng ý thức được rồi, người ta sắp hàng hai bên rồi, mà em lên ý kiến cái cò gì ở đây nữa hả? Rồi bây giờ là em nói là Sư Minh Tuệ ẩn tu rồi thì làm sao mà ổng lan tỏa được những cái yêu thương, lan tỏa được cái hào quang của cái đạo Phật? Sư Minh Tuệ bây giờ là một bảo vật rồi, bảo vật thì phải được tỏa sáng, em hiểu không? Nếu mà giống như ngày xưa Đức Phật á, ổng lên rừng ổng tu xong rồi ổng diệt ổng tịch ở trên đó luôn rồi, ai bây giờ làm gì mà có cái đạo Phật? Làm sao mà có Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni, đúng chưa? Ổng tu một thời gian, ổng đắc đạo, ổng xuống ổng hoàng đạo, ổng giảng đạo, ổng giảng những cái chân lý của cuộc đời. Đạo Phật là cái đạo từ bi và trí tuệ, đúng không? Lấy cái trí tuệ của mình ra để giáo huấn cho tất cả Phật tử, tất cả chúng sanh hiểu được cái chân lý, dẫn dắt chúng sanh tìm ở con đường giải thoát và giác ngộ. Em có hiểu không? Chứ bây giờ tu mà ta đắc đạo rồi, bây giờ ngồi tu trong rừng không thì ai mà biết? Người ta bây giờ phải đi ra ngoài để người ta lan tỏa những cái yêu thương. Những một mỗi cái bước chân của thầy đi là một cái ánh sáng, một cái hào quang. Hình ảnh của thầy bây giờ nó vụt sáng lên tất cả bầu trời rồi. Bây giờ kêu thầy ẩn tu như vậy thì ai mà còn biết, có ai biết gì nữa đâu. Thầy phải đi như vậy đó, thầy mới lan tỏa được cái yêu thương. Bây giờ những cái hình ảnh của thầy xuất hiện đó, rồi bắt đầu ta đem thức ăn người ta cúng, thức ăn thức uống ta cúng vân vân rất là nhiều, ai có cần thì lỡ đó dùng, ai có cần thì đó lấy. Mặc áo mưa đợi thầy đó. Đây là những phần quà mà quý Phật tử mang lại để cho bà con, ai muốn lấy thì lấy. Có một vị sư đang vào nè quý cô chú anh chị, mang một chai nước với một cái hộp gì đó, hộp thức ăn ha. À, bà con để ở đây, ai muốn ăn thì ăn à. Những cái ghế được anh em với gia đình mang lại để cho bà con ngồi đảnh lễ cho ngay hàng thẳng lối trật tự nào quý cô chú anh chị. Đó. Thì bà con cũng đội mưa, mang dù rồi mặc áo mưa để đợi thầy. Hình ảnh tốt không? Có ai làm được chuyện đó không? Không, đúng không? Em nên nhớ nè, các chùa chiền bây giờ họ dùng mọi thủ đoạn, họ dùng mọi cách để thu hút Phật tử đến càng đông càng tốt, đúng chưa? Họ tiêm nhiễm, họ làm video clip rồi họ đăng lên mạng xã hội là họ có chương trình này chương trình kia, họ làm rất là nhiều, họ tặng quà, tặng máy niệm Phật, tặng cái đèn bông sen, đúng không? Là để là cái gì? Để chiêu dụ Phật tử đến. Tại sao Sư Minh Tuệ trốn mà người ta vẫn tìm? Thì em phải hiểu được đâu là cái chân lý,
hiểu chưa? Một người thì hô hào kêu gọi Phật tử đến, còn một người thì trốn Phật tử nhưng mà người ta vẫn tìm, thì em phải nên hiểu cái vấn đề đó chứ đừng có lên nói tầm bậy tầm bạ. Em á, cái môi đã thâm rồi mà đừng để cái tâm nó tối, hiểu chưa? Trước đây anh không kêu em bằng em đâu, nhưng mà anh đăng lên trên mạng xã hội có một số người nói thôi lên trên mạng thì đừng kêu mày tao, cho nên anh rất lịch sự nha, anh kêu em bằng em nha. Cho nên em, cái tâm em á, hãy sáng suốt một chút xíu đi. Những cái gì, những cái việc làm gì tốt cho đời cho đạo thì chúng ta nên ủng hộ. Chứ bây giờ sư Minh Tuệ mà vô trong núi trong rừng ẩn tu thì ai biết hình ảnh của sư Minh Tuệ là cái gì, thì làm sao mà cái hào quang của ngài tỏa ra được, đúng không? Nhà nước cũng đã không có cấm bắt buộc ai, sao mà em lên? Nếu mà như vậy á, nếu mà em có ý kiến gì đó, em viết đơn lên đi, em trình lên trên chủ tịch nước đó, em trình lên trên thủ tướng đó, em trình lên trên văn phòng quốc hội đó. Tại sao cho sư Minh Tuệ đi như vậy? Chứ bây giờ tất cả mọi người, người ta tập trung vào sư Minh Tuệ, người ta bảo vệ sư Minh Tuệ đó, thấy không? Có cái người tu nào như vậy không? Người ta tự nguyện. Còn những ông tu khác là ông mướn bảo vệ để theo bảo vệ ông, còn sư Minh Tuệ là người ta tự nguyện hết, hiểu chưa? Những cái hình ảnh đó đâu phải một cái người bình thường mà làm được đâu Dũng, em hiểu không? Một cái người đắc đạo rồi ta mới có được cái sự thu hút như vậy, người ta mới có cái tỏa sáng như vậy, hình ảnh người ta mới lớn như vậy. Chứ bây giờ em thử, em đi ra đường đi, em đi ra đường thử có ai theo em không, có ai mà tôn trọng, có ai bảo vệ em hay không, hay là người ta tác động vật lý vào người em? Em nên nhớ cái điều đó. Một cái người nếu mà người ta chưa có đắc đạo thì không bao giờ ai theo như vậy. Ở đây tôi không phải là mê tín, nhưng cái mặt nào tích cực thì chúng ta nên ủng hộ, đúng không? Cái mặt nào tiêu cực thì chúng ta nên bài trừ. Em nên nhớ cái điều đó. Bây giờ là sư Minh Tuệ xuất hiện là bắt đầu con cháu Ma Vương nó dậy đặt lên, nhảy đỉnh lên, nhảy nải lên, giận tới tím môi luôn thì biết rồi đó. Một cái viên ngọc, anh nói em nghe nè, một cái viên ngọc thì phải được tỏa sáng, em hiểu chưa? Cho dù em có dùi nó dưới cái đống phân hay đống rác gì đó, nó vẫn là viên ngọc, nó vẫn là tỏa sáng. Những lời em nói đó là càng khiến cho sư Minh Tuệ càng tỏa sáng thêm, đúng chưa? Cho nên bớt vừa vừa lại đi, mình không thích thì thôi nha. Nhưng mà sư Minh Tuệ là hình ảnh rất tốt, làm cho đất nước Việt Nam chúng ta phải nói là nổi tiếng trên khắp toàn thế giới, thì cái đó, điều đó là rất hoan hỷ, đúng chưa? Em phải dùng một cái tâm trong sáng của em, chứ đừng có để dùng cái tâm mà giống như cái môi của em để đánh giá người khác, thì nó hết sức là bậy bạ. Vâng, tâm chánh pháp xin cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.